chào các bạn, mình là Nguyễn Vĩnh Duy. Hôm nay mình rất vui khi được ở đây để giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn về một khóa học tuyệt vời. Đó là bánh trái cây đậu xanh. Bánh trái cây đậu xanh được chế biến từ đậu xanh và rau câu. Đậu xanh thì rất là quen thuộc với tất cả mọi người. Nhưng bánh trái cây đậu xanh thì có thể rất là lạ lẫm với nhiều bạn. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn cách để sên đậu như thế nào để vừa mịn, dẻo và thơm ngon và có thể nặn được những trái đẹp như thế này. Đồng thời sẽ giúp các bạn có kỹ năng để tạo ra những trái cây và kỹ năng tô màu. Trong khóa học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn 12 loại trái cây từ đơn giản đến phức tạp, chẳng hạn như trái táo, trái lê và những trái phức tạp hơn là trái lựu, trái đu đủ, trái mang cục, trái mận. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào khóa học nhé.